Giờ cô chú kèn. Hôm nay con ăn thịt ba gọi chi xả. Đây là canh mồng tơi nấu với tép. Mời cô rứa và các bạn ăn với cô nhé. Hi hi. Chưa mà con. Nó ăn rồi. Mời cô rứa và các bạn ăn với cô nhé. Cắn à? Mở không vậy? Ba gọi phải có mở mới ngon. Thôi con quất hạt luôn. Bóc ăn cho ngon hả? Em Toàn là ai? Em Toàn. Em Toàn Lê Bi. Hấp canh cho con. Hiếu, hấp canh nha. Ừ. Ngon heo. Ngon khí thế luôn. Thấy ra ăn cho mát rồi. Thấy đũa. Rồi. Ừ, giỏi rồi kìa. Ra giỏi kìa. Ừ, giỏi chứ. Muốn vẹt. Phi tiêu à? Cà chua. Ăn cho mát. Kẹp thịt á. Đùa. Kẹp thịt ăn mát. Ngon lắm, ăn được da. Cà chua, chua. Lấy thịt ăn. Chá thịt. Đúng rồi, ăn mỡ cho ngon. Ăn giỏi gì cô chú khen. Cô chú, cô nhớ là làm cái này. Chứ cái này. Nha. Nha. Để bớt mông. Rồi nằm đấy, rồi nằm đấy, rồi nằm đấy. Canh đi con. Hi hi ha ha. Hu 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 hu. Út.
Có canh không? Không. Ăn mỡ luôn. Bờ cao cũng có mà. Hả? Bờ cao cũng có mà. Con cùng nào gấp được đó không? Có ở gặp đó mà. Ăn mỡ cho mập. Cô chú kia con ốm quá trời đó. Mập quá, con thấy mập. Mập đẹp. Mập xấu lắm. Ăn bao nhiêu cho mập nha. Ăn mỡ được không? Cho mập. Mập quýnh mạnh hơn. Ừ. Mập quýnh mạnh nha. Có sẵn rồi nè. Gì vậy? Con chú nhớ đừng nhớ ra là nhớ la nha. Đúng nha. Nhớ la cho con. Nhớ la cho 10 năm tục hay là 100 gì đó cũng được. Nhớ nó lại á. Cô chú nhớ lại nhiều cho con hả? Nhớ. Rồi. Tới chút. Cô chú nhớ được đồng đồng nữa nè. Đồng đồng vậy nó sẽ lỡ 100 người like rồi sao? Hả? 100 người ăn cứng. Cái nào con chiếm 100 người coi không hả? 100 người coi. 100 người like. Nó còn phải ăn ngoan, ăn nhanh, ăn giỏi mới được. Cô chú mới vô con không? Nãy giờ con chưa đụng cái này luôn á. Con bóc không? Con là thánh bóc. Thánh bóc không? Thánh bóc. Thánh cho người ta. Thánh ngậm. Thánh ngậm là thánh cho người ta ngậm rồi thánh ngậm. Con cơm ngậm á? Thánh cho nó là thánh bị cho nó, thánh cho người ta. Xong rồi á, người ta cho anh lại cái anh chết chắc. Thánh chết chắc. Con sẽ làm chậm lại. Vậy hả? Chậm vậy hả? Quay chậm vậy hả? Quay chậm là vậy hả? Vậy là quay chậm hả? Quay chậm có nghĩa là mình làm chậm gùa luôn. Chậm gùa luôn hả? Chậm gùa á. Chậm gùa hả? Mẹ gùa thông minh lắm á. Ừ. Mà chậm chạp hả? Đúng rồi. Gùa thông minh lắm. Ừ, con thỏ nó ngủ. Cái con thỏ ngủ. Cái con gì đó, cái con rùa, cái thắng con thỏ một cách dễ dàng.
Cái này giống mũi khoan mà con đi nó lần xuống giống như mũi khoan á. Cô chú ơi, cô chú ơi, cô chú ơi, cô chú ơi, ơi chú ơi, nãy giờ cái tô canh tới đây, giờ nó sụt xuống tới đây rồi. Ngon, này nó ngon. Này nó ngon. Đó, nó ngon. Này ngon lắm cô chú ơi. Mẹ con nấu ngon lắm cô chú ơi. Anh đem anh nha, sức khỏe của cô, cảm ơn nha. Ơi. Mẹ đi ta chăm mơ mẹ ta nhà mơ bác đi. Cặp ai ta bom 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 năm 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 năm. A chị ba ba ta ta a ni. A ni ba ba. Kỹ hả? Có thấy cái tay con không? Ừ. Cao quá không thấy. Một là hai, hai là ba, bốn là năm, năm là sáu, sáu là bảy, tám là mười là chín, mười là chín hả? Hả? Mười là chín hả? Không, một là một hai, hai là ba, bốn là năm, năm là sáu, bảy bảy là đó là bảy, bảy là tám, tám à sáu tám là chín, chín là mười là một trăm, mười là một trăm hay gì? Đúng rồi, một mười kg là một trăm gram. Ủa mẹ nói là mai làm mấy thèm à? Mai làm mấy thèm à? Mai làm. Ủa mẹ nói mai là ngày nè. Mai mấy... làm. Ừ ha, mai là nghỉ rồi mà. Mai nghỉ rồi. Gầu không đây. Ừ. Yêu cái nhà còn giật còn phát rồi. Ai à. Thật ăn á.
Úp canh vô. Úp canh uống hết đi. Úp chết. Nó mới mũ hấp. Mũ nó không hấp mà băng nguyên tô hấp. Một giờ vẫn thở kèn nữa coi rồi. Chưa một giờ. Coi rồi, mày nói một giờ. Ủa, tôi nói rồi, xe cũng tử tượng coi nha. Hả? Tôi cũng nhớ không? Tôi cũng nhớ không? Cái này, làm gì quá đi. Thôi đi. Wow. Của con đến đây là kết thúc. Bye bye con gái và các bạn. Con gái và các bạn nhớ like kèm tiếp kênh của con nha. Nhớ nhắn cho con nhiều like, thích like. Bye bye con gái và các bạn. Con cũng nhớ nha. Con cũng nhớ nhiều thích like nha. Bye bye con gái và các bạn. Con cũng nhớ nha.